Thọ Khang Bảo Giám phần cuối. Bảo thân quảng tự yếu nghĩa, nghĩa lý chánh yếu để giữ gìn thân thể đông con cháu. Chữ Thượng Thư luận về chuyện đông con lắm cháu như sau: người xưa nam tử 30 tuổi lấy vợ, nữ nhân 20 tuổi lấy chồng, vì muốn cho âm dương đã hoàn thiện đầy đủ, vì thế hãy ăn nằm bèn có thai, có thai bèn sanh con sanh ra sống lâu, đời sau chẳng thể tuân theo lệ ấy. Nam chưa đầy 16 tuổi, nữ chưa tròn 14, đã sớm lỗi đời, do ngũ tạng có chỗ chưa vẹn đầy, mai sau ắt sẽ mắc bệnh quái lạ. Vì lẽ này có kẻ sanh nhiều lần mà con không nuôi được, nhân dân phần nhiều chết yểu, nói chung là vì chẳng biết đạo làm cha mẹ của kẻ khác. Đạo này có mối quan hệ chẳng nhỏ, thế nhưng kẻ làm cha chẳng tiện dạy con, người làm thầy chẳng tiện truyền cho trò, về sau mới nhận biết, hối hận thì đã muộn mất rồi. Tôi đặc biệt nói thô thiển như vậy, muốn cho những kẻ trẻ tuổi đều biết, phàm là con gái từ 14 tuổi trở đi, mỗi tháng đều có kinh nguyệt một lần, kéo dài 3 ngày mới hết. Nói chung cứ 30 ngày có kinh một lần là bình thường, nếu 20 mấy ngày đã có kinh, hoặc 30 mấy ngày mới có, tức là kinh nguyệt chẳng điều hòa, phần nhiều sẽ khó có con. Vì thế cần phải uống thuốc trước để điều hòa kinh nguyệt. Kinh nguyệt đã đều đặn rồi, vợ chồng mới hòa hợp. Cần phải đợi sau khi 3 ngày kinh nguyệt đã sạch, thì mới có thể ân ái. Viên Liễu Phàm nói, phàm là phụ nữ khi kinh nguyệt sắp chấm dứt mỗi tháng, sẽ có một ngày rạo rực, tức là ý xuân giấy động, nhưng thẹn thùng không chịu nói. Người làm chồng thường ngầm nói với vợ, để đến khi ấy vợ sẽ tự cho biết, có thể vừa ân ái bèn đậu thai. Trương Cảnh Nhạc nói, nam nữ giao cấu kết thành thai, tinh và huyết vẫn là vật hữu hình thuộc về hậu thiên, nhưng có một điểm khí tiên thiên vô hình xen vào thì sau đấy sẽ kết thành thai. Khí tiên thiên của nam tử mạnh hơn, phần nhiều sẽ sanh con trai. Khí tiên thiên của nữ nhân mạnh hơn, phần nhiều sẽ sanh con gái. Ngay trong lúc hai loại khí ấy cùng tụ hội, tinh huyết được bẩm thụ loại khí nào sẽ chia thành trai hay gái. Nhưng nữ tử chẳng phải là lúc dục tình đạt đến cực hạn sẽ chẳng tiếp nhận hai loại khí ấy, hay đạt đến mức cực hạn của dục tình, tử cung sẽ mở ra tiếp nhận tinh và khí để thụ thai. Chỉ sợ tinh của người đàn ông yếu ớt chẳng thể đầu thai được, cho nên dẫu làm chuyện ân ái mà vô dụng. Vì thế tốt nhất là hãy giữ cho tinh sung mãn vài tháng rồi mới ăn nằm. Cổ nhân nói, ít ham muốn sẽ sanh được nhiều con, chính là ý này. Bậc trung là đợi sau khi người nữ đã sạch kinh nguyệt mới ăn nằm, hoặc là trong đêm trăng sáng, không mưa gió cũng được. Thường ngày chẳng gần nữ thân, ngủ riêng khác phòng, hoặc nằm khác giường, đắp mền riêng, không chỉ là dễ sanh con mà còn có lợi cho thân thể của chính mình. Nếu là bậc hạ thì bất cần thời tiết, ngày giờ, hoặc dăm ba đêm một lần, kẻ ấy ắt sẽ thành bệnh nội thương. Lại còn có kẻ thấp hèn hơn nữa, đêm nào cũng làm một lần, hoặc một đêm làm hai lần. Những gã vong mạng như thế nhất định là tinh loãng như nước, chẳng bao lâu sẽ mắc bạo bệnh chết ngắt. Phàm là những hôm trước và sau ngày mồng một và rằm, chớ nên hành dâm. Canh năm nửa đêm, khí dương trong thân mới sanh, hành dâm một lần sẽ giống như làm trăm lần, chớ nên làm. Thân bị bệnh nhẹ chớ nên ăn nằm, nếu cứ làm bừa, bệnh nhẹ biến thành nặng, bệnh nặng ắt sẽ chết. Sau khi uống say, khi ngồi thuyền, đi đường, trong vòng đôi ba ngày chớ nên hành dâm. Gió to, sấm lớn, quá nóng, quá lạnh, lúc nhật thực, nguyệt thực, trước chỗ thờ thần, phía sau quan tài, trong khi trai giới để cúng bái, chỗ có mặt trời, mặt trăng, đèn đuốc chiếu sáng, đều chớ có nên hành dâm. Nhằm ngày canh thân, ngày giáp tý, nhằm sinh nhật của chính mình, ngày 28 mọi tháng, đó là ngày các vị nhân thần nhóm họp tại cõi âm, đều chớ có nên. Nếu nam nữ giao cấu và sau khi mộng tinh trong dăm ba ngày, đừng xuống chỗ nước lạnh, chớ nên ăn hết thảy những thứ cơm canh nguội lạnh, chớ nên uống các loại thuốc có tánh lạnh. Nếu có bệnh bắt buộc phải uống thuốc, hãy nên nói rõ với thầy thuốc. Giống như phụ nữ có thai, không thể hoàn toàn trông cậy vào sự chẩn mạch được,
ngõ hầu khỏi bị hỏng chuyện, ngày nóng chớ nên tham chất lạnh, trời lạnh chớ nên song mưa, đột gió. Nếu phạm phải, ác sẽ bị chứng quyết âm, tức là nam bị teo dương cù, nữ bị teo vú, tứ chi lạnh ngắt, đau bụng mà chết. Dẫu có đổ xâm, cũng không cứu nổi. Khi nữ nhân có kinh, cơ thể hư nhược, những sự cấm kỵ cũng giống như thế. Nếu như bị sảy thai, quá nữa là do vợ chồng không cẩn thận, có thai 5-3 tháng mà bị sảy, người ta dễ biết, chứ trong vòng 1 tháng hoặc nửa tháng bị sảy thai, nhiều người không biết, ấy là vì đậu thai 1 tháng thuộc về gan, gan chủ trì sự tiết dịch, vợ chồng chẳng cẩn thận, thường có trường hợp nửa tháng đầu thụ thai, nửa tháng sau sảy thai mà không biết, thậm chí có người có thai rồi, sảy thai nhiều lần, can mạch nhiều lần bị thương tổn, cho đến có kẻ suốt đời chẳng thể mang thai. Phụ nữ sau khi có thai, hãy kiêng dè cẩn thận, đừng phạm, trăm lần chẳng sai một. Huống chi con ở trong bụng, cậy vào kinh huyết của mẹ điều dưỡng, cứ một lần giao cấu, thai nguyên sẽ bị tổn thương một lần. May mắn sanh được con, ắt nó sẽ lắm bệnh, ắt bị bệnh đậu nguy hiểm, rất khó nuôi khôn lớn. Người yêu thương con cái trong cõi đời, hãy đề phòng, gìn giữ nhiều cách, cho tới lúc nó 16, 17 tuổi, về căn bản là chẳng bị tổn thương, suốt đời ít bệnh. Phải biết từ lúc trong bụng mẹ đã sớm bị thảm thương, khi sanh ra sẽ chẳng thành người, đấy là lỗi của ai, há chẳng đau đớn ư. Có kẻ còn nghiền nát dược hoàng bỏ vào tử cung để gieo giống, há chẳng phải là trong tinh huyết càng chứa thêm những chất cặn bã ư. Cổ nhân nói, gieo giống để sanh con sẽ chết vì đứt gân thấu xương, hơn nữa gieo giống chưa chắc đã sanh được, sanh được chưa chắc đã nuôi được, uổng công tạo oan nghiệt. Những điều ấy đều là những lẽ trọng yếu trong đạo làm cha mẹ. Xưa kia tôi thích nói những điều này cùng người khác, nay đã già rồi không thể nói trọn khắp được nữa. Viết thành lời này để thay cho việc nói trực tiếp. Người đời ai nấy đều biết dùng lòng yêu thương chính mình để yêu thương con cái vậy. Tôn Chân Nhân nói, thân người chẳng phải do vàng sắc đúc thành, mà là cái thân do khí huyết kết thành. Người đối với sắc dục không thể tự tiết chế, thoạt đầu nói là chẳng trở ngại, đôi khi buông thả thì thân thể đã tổn thương theo thời gian, tinh tụy thiếu hụt, khí huyết suy bại, cái thân phải chết. Bởi lẽ khí huyết của con người vận chuyển theo sáu kinh: Thái Dương, Dương Minh, Thiếu Dương, Thái Âm, Thiếu Âm và Quyết Âm, đó gọi là lục kinh. Mỗi ngày chuyển theo một kinh, 6 ngày bèn trọn khắp 6 kinh. Vì thế cảm mạo bên ngoài là nhẹ nhất, ắt là sau 7 ngày đổ mồ hôi rồi sẽ hết bệnh, đấy là vì khí huyết đã chuyển hết một vòng. Khi con người dục sự đang nồng, chẳng tránh khỏi tim đập mạnh, toát mồ hôi, thân nóng bừng, thần trí mơ hồ, ấy là vì các đốt xương mở ra, gân mạch lỏng lẻo, tinh tụy đã tiết ra, khí huyết nơi một kinh bị thương tổn. Một kinh đã tổn thương, ắt phải đợi 7 ngày sau, khí huyết mới lại chuyển vận đến kinh ấy, thì mới có thể hồi phục như cũ. Kinh dịch nói, thất nhật lai phục, có nghĩa là phải nghỉ ngơi, dưỡng sức 7 ngày sau khi đã hành dâm. Người đời chưa đến 7 ngày đã lại xuất tinh, khí huyết nơi kinh lạc chẳng thể phục hồi như cũ, đã bị thương tổn lại bị thương tổn thêm, đến nỗi ngoài là cảm nhiễm, trong thì thiếu hụt, trăm thứ bệnh được cùng dấy lên. Con người luôn đổ lỗi cho thời tiết khí hậu, cho rằng bị bệnh là lẽ đương nhiên, chẳng biết nguyên do không phải là một sớm một chiều mà ra. Nguồn gốc bệnh tật là do từ từ tạo thành, vì chẳng thể cẩn thận giữ gìn nghĩa lý 7 ngày giáp vòng trở lại. Nay lập hạn chế, hãy nghĩ tới căn bản điều độ dục vọng, gìn giữ thân thể. Thọ 20 tuổi lấy 7 ngày một lần làm chuẩn, khi 30 tuổi lấy 14 ngày một lần làm chuẩn, lúc 40 tuổi hãy nên 28 ngày một lần, khi 50 tuổi hãy nên 45 ngày một lần. Tới lúc 60 tuổi thiên quý tinh thủy đã tuyệt, chẳng thể phát sanh nữa, hãy gấp nên đoạn sắc dục, dứt bật chuyện phòng the, kiên cố tinh tủy, lấy sự thanh khiết bế tàng làm gốc, muôn vàng chớ nên cho nó tiết ra. Số ngày hạn chế như đã nói trên đây là nói theo hai mùa xuân và thu, chứ
chứ trong hai mùa đông và hạ, hành dâm vào mùa hè sẽ khiến cho hỏa bốc lên hết sức nóng, tinh tiết ra chẳng còn sót gì. Hai là hành dâm vào mùa đông khiến cho thủy bị cực hàn, hãy nên bế tinh, tàn khí nghiêm ngặt. Dẫu trong độ tuổi thiếu niên, cũng nên lấy chuyện đoạn dục làm chủ yếu, nếu không lúc 20 tuổi có thể 14 ngày một lần, khi 30 tuổi có thể 28 ngày một lần, lúc 40 tuổi có thể 45 ngày một lần, tới khi 50 tuổi khí huyết suy giảm hết sức lớn, vào mùa hạ có thể là 60 ngày một lần. Mùa đông hãy nên cẩn thận gìn giữ chẳng dâm, chẳng để xuất tinh, bởi lẽ khí của trời đất và con người được phong bế hết sức kín vào mùa đông, chuyên để làm cội gốc phát khởi cho mùa xuân, càng quan trọng hơn mùa hạ gấp 10 lần. Người tuân theo cách thức này có thể chẳng có bệnh tăng thọ, kẻ trái nghịch điều này ắt sẽ lắm bệnh giảm thọ. Vương Liên Hàn nói, xưa kia Liên Trì Đại Sư bảo Vương Đại Khế công khai bỏ thuốc độc vào thức ăn dở tệ, chính là nỗi thê thảm của sự giết hại. Ngấm ngầm bỏ thuốc độc vào thức ăn ngon lành, chính là nỗi thảm của lòng dục. Ôi chao, từ xưa tới nay, bậc tài năng, người đầy chí hướng, có chí nguyện đẹp đẽ, phần nhiều chẳng thọ là vì đa dục mà nên nổi. Trước đó những người ấy cũng biết tự yêu thương chính mình, sau khi xảy ra chuyện họ cũng biết hối tiếc, nhưng đến khi dục tâm vừa hừng, chí khí mạnh mẽ mất sạch, cứ ngỡ làm một lần cũng chẳng sao, sau này sẽ chẳng làm nữa, đến nỗi nhiều lần đều nghĩ như thế, dục vọng buông lung càng thịnh, đến nỗi chẳng thể tự khống chế, chẳng biết làm sao được nữa, vì thế tinh cạn kiệt, thân thể yếu đuối, bệnh tật, chết mất. Chuyện biết tự thương mình thuở trước đã thành vô dụng, mà chuyện đã xảy ra rồi, dẫu tiếc nuối cũng chẳng kịp. Hãy nên ngăn dứt ân ái, tận lực suy nghĩ chuyện ấy có gì thật sự là vui thú, xong chuyện sẽ có ương hại gì. Không ngăn cười khang ủ rũ, uể oải, ngăn dứt dục vọng một chốc, hồng mở rộng cái chí một đời, bậc tài năng chí sĩ sẽ vui vẻ thuận theo, còn những kẻ cam lòng làm phường hạ lưu sẽ tự rút ngắn mạng sống, tôi chẳng biết làm như thế nào. Kính cẩn noi theo lời dạy của Liên Trì Đại Sư, rõ ràng là nhằm dạy những kẻ đã giữ tam quy ngũ giới. Ngài răn nhắc tiết dục, tức là chẳng vì những kẻ tà dâm, ý nghĩa ấy cũng rõ lắm thay. Nói chung phóng túng lòng dục sẽ gây thành họa hoạn đối với vợ của chính mình mà còn như thế. Vậy thì những phường phóng đảng, săn đuổi sắc đẹp, ắt càng tự chuốc lấy nỗi diệt vong, cam tâm luân lạc trong loài súc sanh, chẳng đáng buồn ư. Tích tự do kết hôn tà thuyết văn. Bài văn đã phá tà thuyết tự do kết hôn. Con người bẩm thọ khí âm dương của trời đất, bẩm thọ chất liệu tinh huyết của cha mẹ mà sanh, từ lúc mới sanh ra cho đến 3-4 tuổi, nhất cử nhất động đều cần phải do cha mẹ dưỡng dục, sau đấy tuy có thể tự hành động, nhưng đối với các sự lý đều cần phải nhờ cha mẹ sắp đặt dạy bảo, nếu không sẽ chẳng thể sống sót trong cõi đời. Tới khi khôn lớn, được cha mẹ chọn người phối ngẫu, ngõ hầu hưởng niềm hạnh phúc gia đình, những mong trong ngoài giúp đỡ lẫn nhau, có thể phụng dưỡng cha mẹ, hồng tròn hết phận làm con, nối tiếp dòng giống, phòng khi già chết, đấy chính là đạo đương nhiên trong trời đất, là lễ nghi do thánh nhân văn theo lẽ trời chế định, những mong ai nấy văn giữ lẽ thường, trọn hết đạo làm người và đạo làm con. Nếu chẳng thuận theo lễ pháp của thánh nhân và mạng lệnh của cha mẹ, chỉ vì tình cảm mê luyến giữa đôi bên mà kết thành vợ chồng, ắt chẳng khác gì cầm thú. Những kẻ chẳng biết tốt xấu, chuyên bắt chước thói xấu ác của Âu Châu, nồng nhiệt đề xướng tự do kết hôn, sao không sướng lúc mới sanh, chẳng cần cha mẹ dưỡng dục dạy bảo, cứ để cho con tự do trưởng thành làm người. Nếu họ vừa sanh ra trong cõi đời đã có thể tự do trưởng thành, trọn chẳng cần cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ, ắt cứ tự do kết hôn, đúng là xử lý hết sức thích đáng vậy. Nếu chẳng như thế, chỉ có khi trưởng thành là có thể tự lực dốc sức lấy tình yêu nam nữ làm tiêu chuẩn, tức là kẻ có tội cực nặng, nghịch trời, trái lý, khinh miệt thánh nhân, coi rẻ luân thường vậy. Tâm hạnh ấy giống như cầm thú,
thật ra chẳng bằng cầm thú. Vì sao? Do cầm thú chẳng biết luân lý, con người biết luân lý. Con người biết luân lý mà phế trừ luân lý sẽ phải ở dưới loài cầm thú. Cư sĩ Chương Phủ Dương Trung Ngọc ở Vô Tích muốn cứu vãn phong tục suy đồi, bèn viết bài văn đã phá thói tự do kết hôn. Do vậy tôi viết lời tựa dẫn nhập, hồng phát khởi những kẻ chưa phát khởi cái tâm, mong sao những người đề xướng thiết ấy đều giác ngộ. Triệu Thiệu Y ở Cổ Tân đề tựa: Thế tục bừng bừng đề xướng tự do kết hôn, đấy là hành vi của phường phóng đảng, dâm nữ, là phương cách để xói mòn lễ nghĩa, rối loạn sự khu biệt trong ngoài giữa nam và nữ, chính là cái thói khoét vách vượt tường, từng bị Mạnh Tử quở trách. Dân ca nước Trịnh chê trách chuyện hái lan, tặng hoa thược dược, chưa hề có bậc đoan chánh cẩn trọng, cũng như hạng nữ nhân hiền thục trinh tĩnh đề xướng tự do kết hôn. Xin luận định rộng hơn, Khúc Lễ nói: Nam nữ bất tạp tọa, bất thân thọ, ngoại ngôn bất nhập ư khổn, nội ngôn bất xuất ư khổn, nam nữ phi hữu hành môi, bất tương tri danh, phi thọ tệ, bất giao bất thân. Nghĩa là nam nữ chẳng ngồi lẫn lộn, chẳng nắm tay, lời bên ngoài chẳng lọt vào chỗ khuê cát, lời trong buồng thêu chẳng lọt ra ngoài. Nam nữ nếu không qua mai mối, chẳng biết tên nhau, chưa nhận xính lễ sẽ chẳng giao du thân thiết. Vì thế đối trước nhật nguyệt để thưa trình, trai giới tâu bày cùng quỷ thần, bày tiệc rượu mời mọc láng giềng, bè bạn để tổ chức hôn lễ. Hồng nhấn mạnh sự khác biệt giữa nam và nữ. Như thế thì nam nữ cách biệt tị hiềm đã càng rõ ràng. Chuyện phi lễ chớ nên thấy, nghe, nói, nghĩ, há có chuyện tự do kết hôn. Khổng Tử dạy: Phóng Trịnh Thanh, Trịnh Thanh dâm, nghĩa là bỏ dân ca nước Trịnh, vì dân ca nước Trịnh dâm đảng, vì ngài ghét người nước Trịnh chẳng tách biệt nam nữ. Mạnh Tử nói: Trượng phu sanh nhi nguyện vi chi hữu thất, nữ tử sanh nhi nguyện vi chi hữu gia, bất đại phụ mẫu chi màng môi trước chi ngôn, tắc phụ mẫu quốc nhân giai tiện chi. Nghĩa là nam tử sanh ra mong cho có vợ, con gái sanh ra mong cho có chồng, chẳng đợi lệnh cha mẹ, chẳng thông qua lời mai mối mà tự tiện chung chạ, ắt cha mẹ người dân trong nước đều coi thường. Vậy thì những kẻ kém hèn tự do chung chạ, quên bẵng cha mẹ, ắt liêm sĩ càng hiếm hoi hơn. Lại nói: Nhân sở dĩ dị ư cầm thú giả cơ hy, con người chẳng khác cầm thú cho mấy. Bởi lẽ cầm thú đều là tự do luyến ái, do con người là vạn vật chi linh, nên thánh nhân lập ra lễ nghĩa, hồng khác xa cầm thú, sao lại phế bỏ. Chương Hôn Lễ trong sách Lễ Ký nói: Phụ thân tiếu tử, nhi mạng chi thân nghênh, ấp nhượng thân đường, tái bái điện nhạn. Nghĩa là cha vì con dâng rượu, cáo tế quỷ thần, tổ tiên, sai con đi rước dâu, đến nhà gái vái chào, nhường nhau bước lên thềm vào nhà, rồi lại dâng xính lễ. Ấy là vì kết hôn là đích thân vâng theo lời cha mẹ dạy vậy. Nam nữ có phận sự khác biệt, cho nên sau đấy mới có nghĩa vợ tình chồng. Chương Giao Đặc Sanh của sách Lễ Ký chép: Phụ nhân tùng nhân giả giả, ấu tùng phụ huynh, nghĩa là phụ nữ phải nương tựa người khác, thổ trẻ bèn nương cậy cha anh. Vậy thì nam lẫn nữ đều nghe lệnh cha anh, há có chuyện tự do kết hôn. Phần nội thất trong Lễ Ký chép: Thất niên nam nữ bất đồng tịch, bất cộng thực, nghĩa là nam nữ từ 7 tuổi trở lên không ngồi cùng chiếu, không ăn chung. Lại nói: Lễ thị ư cẩn nội ngoại, nam tử cư ngoại, nữ tử cư nội, thâm cung, cố môn, hôn từ thủ chi. Nghĩa là lễ bắt nguồn từ sự cẩn trọng phân biệt trong ngoài. Nam ở bên ngoài, nữ ở bên trong, trong cung cấm, cửa nẻo nghiêm ngặt, có các hoạn quan canh giữ. Lại nói: Nam bắt ngôn nội, nữ bắt ngôn ngoại, nam tử nhập nội, bắt khiếu bắt chỉ, nữ tử xuất môn, tắc ủng tế kỳ diện, đạo lộ nam tử do tả, phụ nhân do hữu. Nghĩa là nam chẳng nói đến chuyện trong khuê phòng, nữ chẳng nói đến chuyện bên ngoài. Đàn ông có chuyện cần phải vào trong khu vực của phụ nữ, không gây ồn náo, không chỉ trỏ.
nữ nhân ra khỏi cửa ắt phải che mặt. Trên đường xá, nam đi bên trái, nữ đi bên phải. Sự tách biệt nam nữ bắt nguồn từ gia đình cho đến ngoài đường phố. Giữ nghiêm cẩn trong ngoài như thế, há có chuyện tự do kết hôn. Hơn nữa, cưới vợ nhằm phụng dưỡng cha mẹ. Bài thơ thường lệ trong kinh thi có câu thê tử hảo hợp như cổ sắt cầm, nghĩa là vợ chồng hòa hợp như gãy đàn sắt đàn cầm. Khổng Tử nói phụ mẫu kỳ thuận hỷ hồ, nghĩa là cha mẹ ắt chẳng vui lòng ư. Thiên Nội Tắc trong sách Lệ Ký nói tử thẩm nghi kỳ thê, phụ mẫu bất duyệt xuất. Tử bất nghi kỳ thê, phụ mẫu viết thử thiện sự ngã, tử hành phu thê chi lễ yên. Nghĩa là con rất yêu thích muốn lấy một người nữ, nhưng cha mẹ lộ vẻ không vui thì con chẳng nên lấy cô vợ ấy. Cha mẹ bảo đứa con gái này khéo phụng sự ta, con sẽ làm lễ kết hôn với cô gái ấy. Dẫu đến chết hôn nhân chẳng suy bại. Bậc tiên triết có dạy tử chi hiếu, bất như xuất phụ dĩ vi hiếu, phụ năng dưỡng thân giả giả. Nghĩa là con trai hiếu thuận chẳng bằng dìu dắt vợ cũng hiếu thuận, vì vợ có thể phụng dưỡng cha mẹ. Cổ nhân đều do cha mẹ chủ hôn, vì thế có thể khiến cho cha mẹ vui lòng, phô trọn lòng hiếu dưỡng. Kẻ chẳng thuận thảo cha mẹ chẳng xứng làm con. Hôn nhân là cội gốc to lớn của lễ. Kẻ làm con phải có hiếu tâm, hãy nên lấy tâm cha mẹ làm tâm của chính mình. Nếu cưới hỏi chẳng do cha mẹ, chẳng cần biết đến xuất thân, phẩm đức của người phối ngẫu, cứ nói tự do luyến ái, ắt có khác gì gái làng chơi đón khách. Tôi chưa thấy gái làng chơi đón khách mà có thể hiếu dưỡng cha mẹ, bố mẹ chồng. Tà thuyết tự do trong hiện thời, trước hết là đạp đổ hôn lễ, do vậy trái nghịch luân thường trong trời đất, vứt bỏ mạng lệnh của cha mẹ. Đã bất hiếu lại còn đèo thêm bất tín, bất nghĩa, ngàn lời vạn lẽ, đủ mọi lý do, bất quá là tự do luyến ái đó thôi. Thử hỏi loài đổi lông mang vảy, có loài nào chẳng phải là tự do luyến ái? Há chúng biết đến lễ nghĩa, há biết hiếu thảo cha mẹ, kính trọng bậc trưởng thượng ư? Há có nên giống như lũ mang lông khoác vảy ư? Hơn nữa, vợ chồng do nghĩa mà kết hợp, chủ yếu nhằm tôn trọng cha mẹ, coi trọng sự ước hẹn, mở rộng thành sáu lễ. Vì thế một khi đã kết vầy loan phụng, sẽ có thể suốt đời chẳng thay đổi, cùng chịu hoạn nạn, cùng hưởng an lạc, hiếu thảo với cha mẹ, thuận hòa với họ hàng, nuôi nắng con cháu nên người. Nay những kẻ do tự do luyến ái mà trở thành vợ chồng, vì trái nghịch sự tôn kính cha mẹ, khinh miệt lễ nghĩa, ắt sẽ tiền hết tình cũng thôi, nhan sắc tàn phai, tình yêu sẽ nhạt nhòa. Do từ ban đầu là tự do kết hợp, rốt cuộc sẽ là tự do ly tán. Danh tiếc vùi tận đất, xóm làng xem thường, bọn họ ngỡ tự do sẽ là hạnh phúc suốt đời. Tôi sợ rằng do tự do chẳng chánh đáng, phần lớn sẽ là hy sinh niềm hạnh phúc suốt đời của nam nữ, điếm nhục gia phong, cắt đứt ân trạch nhiều đời. Vì thế nói, chẳng có người nam đoan chánh cẩn trọng hoặc người nữ hiền thục trinh tĩnh nào nở lòng sướng xuất tự do kết hôn. Phần đại truyện của kinh Lệ có nói nam nữ hữu biệt bất khả giữ dân biến cách, nghĩa là đối với sự khác biệt của nam nữ chẳng thể để cho dân chúng thay đổi được. Phần giao đặc tánh của Lệ ký chép nam nữ hữu biệt nhiên hậu phụ tử thân, nghĩa là do nam nữ khác biệt mà sau đó mới có tình thân cha con. Bởi lẽ có vợ chồng rồi, sau đó mới có cha con, anh em. Nam nữ chẳng khác biệt, ắt giềng mối vợ chồng mất sạch, phế hết luân thường, con người lẫn lộn cùng cầm thú. Tự do kết hôn để lại nỗi độc hại giường ấy, há chẳng thận trọng ư? Nếu viện cớ Đông Tây mỗi nước khác biệt, há có biết Âu Mỹ đặc biệt chuộng xem nhẹ tiền tài, coi trọng đạo nghĩa? Những điều hay đẹp của mỗi nước có thể chọn lấy cũng nhiều lắm, sao lại riêng học theo thói không nghiêm ngặt phân biệt nam nữ? Đến nỗi kẻ chữa hoang phá thai ngày càng lắm, hình luật chẳng thể cấm cản, hết sức trái nghịch chủ nghĩa nhân đạo. Những năm gần đây do dân cư nước Pháp giảm ít, chánh quyền cưỡng bách hôn nhân, vì nữ sinh sa đọa, Nhật Bản bèn chú trọng phong hóa kỵ cương. Xét đến nguyên nhân đều là do dâm dật,
nước ta có giáo hóa quan trọng nhất, danh tiết của phụ nữ há có nước nào sánh bằng. Nay hãy nên chọn lấy sở trường của mọi nước, gạt bỏ sở đoản. Chẳng nên vứt bỏ sở trường của ta để học đòi thói dâm dật, phong tục tệ bạc của bọn họ. Mạnh Tử nói, tường tự học hiệu, giai dĩ minh luân, nghĩa là các loại trường học đều nhằm giảng rõ luân thường. Quảng Tử nói, lễ nghĩa liêm sĩ, quốc chi tứ duy, nghĩa là lễ nghĩa liêm sĩ là bốn diền mối của đất nước. Trộm mong giới học thuật toàn quốc hãy thi hành sự giáo hóa của Khổng Mạnh để giáo hóa toàn cầu. Hồng đã phá những thuyết tà vậy dâm dật, khiến cho muôn nước được hưởng phong hóa tốt lành, cùng hướng đến sự thịnh trị đại đồng. Chuyện này ắt phải bắt nguồn từ ai nấy đều nói rõ luân lý, tận lực tôn sùng lễ nghĩa liêm sĩ. Bất Khả Lục kỷ nghiệm ghi chép những chuyện linh nghiệm của bộ Bất Khả Lục. Tôi có người bạn là Quý Ban Thái, là người nổi tiếng ở Ngô Hưng, sống tại trấn Nam Tầm. Tôi vừa mới in xong bộ Bất Khả Lục nhằm lúc ông Quý trông coi việc giáo dục tại huyện Trấn Hải, bèn viết thư gửi kèm cho ông ta 200 quyển, dặn hãy phân phát cho các học sinh. Sau đấy nhận được thư của ông ta trách tôi hủ bại, viễn vong, còn nói đã đem những sách ấy xếp xó. Chưa đầy 2 ngày sau, sai người đến nói, nguyện in 500 quyển. Tôi vin vào lời ông ta đã nói trước đó để khước từ. Sau đấy ông ta lại sai người cầm thư tay khẩn khoản cậy in. Mới biết ông ta mộng thấy cha tha thiết dặn dò, mày không in tặng Bất Khả Lục, con mày làm sao có thể vào trường huyện cho được. Do vậy nhờ tôi in 1000 quyển để truyền bá rộng rãi. Theo như ông ta nói, hôm nhận được thư báo tin con được nhập học chính là ngày ông ta phát nguyện in sách linh nghiệm dường ấy. Tại Tăng Kiều thuộc thành Hàng Châu, vị tăng Tỉnh Duyên thuộc Tích Thúy Am thích làm lành. Một ngày trời đổ tuyết lớn, sư đến gõ cửa. Tôi tưởng là sư đến quyên mộ, thưa, nhà tôi nghèo hèn, không có sức giúp đỡ. Sư bảo, tôi xin mượn ván in sách Bất Khả Lục để in ra 1000 quyển hồng thí tặng. Tôi vui vẻ nhận lời, gạn hỏi, do vì lẽ nào mà thầy đột nhiên dấy lên ý niệm này, đội tuyết đến đây? Sư bảo, đêm qua tôi mộng thấy thổ thần bảo, in tặng Bất Khả Lục có thể tránh khỏi tai nạn lớn. Sáng nay hỏi thăm thí chủ khắp nơi, mới biết sách ấy vốn là bản được tàn trữ tại Đàm Phủ nên đặc biệt đến mượn. Sau khi sư đã in tặng, năm sau, nơi sư ở bị hỏa hoạn, chung quanh đều cháy rùi. Chỉ riêng am của sư không sao, càng tinh thần minh khuyến thiện rành rành chẳng sai. Trần Hải Thự ghi, đầu mùa hạ năm Canh Ngọ, đêm mộng thấy 2 đồng tử đến bảo tôi, Văn Xương Đế Quân có lời mời ông, do vậy cùng đi. Họ dẫn tới một tòa nhà thuộc Trung Thúy Đình, thấy biển đề là Đại Động Cát. Tôi theo đồng tử tới đại điện, thấy đế quân ngồi chính giữa. Tôi khấu đầu rồi đứng hầu. Đế quân bảo, thế gian tặng thiện thư rất nhiều, chỉ có Bất Khả Lục là từ lâu chưa được lưu hành. Ông hãy vì ta lưu thông rộng rãi. Ngài liền sai 2 đồng tử khiêng ra 1 cái rương, trong ấy đều là những trang giấy rách nát. Kiểm xem thì ra là những bản tàn khuyết của Bất Khả Lục. Trong khi tôi đang suy nghĩ, chưa từng thấy sách này, làm sao thực hiện được, đế quân lại khuyên dụ rằng, kỳ thi hương đã gần kề, hãy nên làm cho gấp. Ngài truyền 2 đồng tử đưa tôi ra về, bèn tỉnh giấc. Hôm sau truy tìm tại các xưởng in, họ đều nói không biết. Mất hơn 1 tháng, chợt có người đem bản in Bất Khả Lục đến bán. Trang đầu tiên ghi lời tựa đã mất, coi trang cuối, biết đó là bản in của tiên sinh Vạn Cụ Sa. Hết sức vui mừng, mua lấy, liền in ra 3000 quyển. Sáng mồng 1 tháng 7, Kiền Thành đem sách đến viện Thúy Đình. Vừa mới đến cổng, một vị tăng liền mau mắn hỏi, có phải là Trần cư sĩ đến tặng Bất Khả Lục hay không? Tôi thưa vâng, hết sức ngạc nhiên. Tiến vào đại điện dân hương, khấu trình dưới tòa của đế quân. Vị tăng mời vào khách đường dùng trà, hỏi pháp danh thì ra là Nguyên Bổn. Hỏi vì sao biết tôi đem sách đến tặng, lại còn biết tên sách. Tăng bảo, đêm qua nằm mộng thấy đế quân dặn tôi chờ ở cửa nhận sách, nên đã dậy từ sớm để chờ. Tôi càng thêm tôn kính, có thể biết là thiện thư lưu hành trong cõi đời, trên là có thể cảm thấu trời cao, mà người tận lực dùng thân thực hiện những điều chỉ dạy trong sách,
Công đức ấy chẳng thể lường được. Kính mong mọi người hãy cùng thấu hiểu nỗi khổ tâm cuối đời của đế quân. Hồng cùng lên bè báo, ngưỡng mong hãy lưu truyền rộng rãi. Ngõ hầu khắp cõi đời tận lực kiên tránh những điều chớ nên, tận lực thực hiện những điều nên làm. Hồng chẳng phụ sự phó thác của thần minh vậy. Tháng 6 năm Canh Ngọ 1810, niên hiệu Gia Khánh nhà Thanh, Cổ Diêm Quang, Trần Hải Thự tự ghi. Năm Bính Tuất, em gái tôi sau khi về nhà chồng, bỗng mắc chứng đàm giãn, thường khóc lóc chẳng ăn uống được. Có người nói là do phạm phải hoa phấn sát mà ra. Cầu cạnh thầy đồng, cầu cúng, hóa giải trăm cách đều chẳng có công hiệu gì. Cô ta lại chẳng chịu uống thuốc, cả mấy người dốc hết sức, rốt cuộc cô ta khó nuốt trôi một giọt thuốc. Cho đến sau nửa năm, thân gầy như que củi, bố mẹ hết sức lo lắng, muôn phần lo nghĩ. Do vậy tôi đối trước tượng Phong Đô Đại Đế và thần Thành Hoàng, dân sớ hứa in tặng 5.000 quyển Bất Khả Lục. Sau khi đã hứa nguyện, rốt cuộc có chuyển biến, cô ta bèn chịu uống thuốc. Vì thế uống liên tục thuốc tiêu đàm. Một tháng sau, bình phục như thường, nghiệp đã tiêu trừ. Sau một năm nữa, cảm thấy thân thể khỏe mạnh như trước. Vì thế tôi dùng bản in theo lối chữ rời, sắp chữ đúng số lượng đem in để đáp tạ sự gia hộ của thần. Kính cẩn ghi sự linh nghiệm vào đây. Tháng 3 năm Mậu Tý 1888, niên hiệu Quang Tự đời Thanh, kẻ học trò hối lỗi ở Hạ Quận Lâu Đông kính ghi. Tích từ cận chứng, chứng cứ gần đây về quả báo do tiết chữ. Đại khắc in sách vở, thời cổ dùng hãn giảng, về sau biến thành dùng gỗ cây gió làm giấy và mực, lại biến đổi thành khắc ván, khiến cho việc ấn lót khá thuận tiện. Văn tự được lưu thông càng rộng rãi hơn. Phương pháp khắc ván là trước hết dùng giấy để viết lại văn bản muốn in, dán lên tấm gỗ, sau đó chà sát mặt sau giấy, khiến cho chữ dính vào ván, rồi thợ sẽ khắc chữ theo những chữ ấy. Giấy bị chà bỏ ấy vẫn còn hình dạng chữ viết, chớ nên khinh nhờn, làm bẩn. Vào mùa thu năm Ất Sửu 1805, đời Gia Khánh, tại cầu Bảo Hữu, thành Hàng Châu, có người thợ khắc họ Kim, trong khi bị bệnh, thấy hai con quỷ bắt đi, dẫn đến bái yết một vị thần trong đại điện. Thấy thần giống như một vị quan sang trọng, thần bảo, ngươi làm ô uế giấy có chữ, theo pháp phải trách phạt nặng nề. Họ Kim thưa, con do nghề nghiệp chẳng thể không làm như vậy. Thần dạy, nếu chẳng phải là như vậy thì trong khi ngươi chà giấy, những mảnh giấy rớt xuống hãy nên thu nhặt, đặt ở chỗ sạch, khi nào có dịp sẽ đốt đi. Chứ ngươi vẫn quăng lung tung nơi bậc thềm, thậm chí quăng vào đống rác, không chỗ nào chẳng có, chẳng phải là ô uế khinh nhờn thì là gì? Họ Kim không nói gì được nữa, đành chịu phạt. Đến khi tỉnh giấc, mông và đùi đau đớn quá mức. Ôi, thằng răng nhắc thiết tha, lại vì người làm nghề ấy mở ra một pháp môn nhằm tiêu trừ đầu mối gây nên tội. Người ta còn sợ gì mà chẳng phụng hành ư? Do vậy, chép lại chuyện này, xếp vào trang cuối của bộ Bất Khả Lục. Nguyện những người làm nghề khắc chữ thấy chuyện này như vết xe đổ trước để răn dè, kính cẩn tuân theo lời thần dạy thì may mắn lắm thay. Trần Hải Thự kính ghi, Thọ Khang Bảo Giám chung. Hết phần cuối. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933447312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh A Di Đà hoặc các sách của tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại sau 0792 344 948 hoặc 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, v.v., xin tùy hỷ gửi vào tài khoản 1. Tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474.
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới. Tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 11117474. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank. Tên tài khoản Trần Văn Hơn. Số tài khoản 0500 1769 0393. Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng Lâm Đồng. Số điện thoại liên lạc 0933 447 312. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản Bank Name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Lâm Đồng, France. Bank Address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Swift Code BFTVVNVS 056. Account No 0561 370 7474. Name of Account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thành, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng kính chào quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.